Xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là thời lượng cho chương trình thời sự ngày 16 tháng 8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý quy hoạch xây dựng hạ tầng đô thị và việc kiểm tra quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị. Tiếng Việt cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan. Ngày càng có nhiều các lớp học tiếng Việt được mở tại Thái Lan, cũng cho thấy sự chuẩn bị của nước này trong quá trình hội nhập cộng đồng ASEAN. Nước lũ cô lập 35 bản của huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội đang cắm bản, túc trực 24/24 giờ để hỗ trợ người dân. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thi hành kỷ luật 4 cá nhân, nguyên là lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh do đã có những vi phạm liên quan đến dự án Formosa Hà Tĩnh, gây ra sự cố môi trường rất nghiêm trọng tại 4 tỉnh miền Trung. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2011-2016. Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2015 đối với ông Nguyễn Thái Lai và ông Bùi Cách Tuyến. Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2005-2010 và nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Võ Kim Cự. Thủ tướng Chính phủ cũng đã miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Nhiệm vụ cụ thể của bà Hồ Thị Kim Thoa do Bộ trưởng Bộ Công Thương phân công. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sáng ngày 16 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và một số thành viên chính phủ về quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc hạ tầng đô thị và việc kiểm tra quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch. Điểm mới của phiên chất vấn này là có sự tham gia của chủ tịch hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy cho rằng quy hoạch đô thị ở nước ta rất thiếu tầm nhìn. Bằng chứng là đô thị nào cũng có vấn đề về ô nhiễm môi trường. Các đô thị lớn thì ùn tắc giao thông, thiếu trầm trọng chỗ vui chơi, giải trí, phố xá nhếch nhác, nhà bé, nhà méo, nhà siêu mỏng. Có tình trạng lợi dụng việc biết trước quy hoạch để mà trục lợi không? Vấn đề thứ hai, tình trạng buông lỏng quản lý quy hoạch dẫn đến quá nhiều lệch lạc trong xây dựng các đô thị. Đường thẳng thì nắn thành đường cong, sân gôn nằm trong sân bay, khu đô thị không có chợ, trường học, bệnh viện. Đề nghị Bộ trưởng cho biết Bộ trưởng đã chỉ đạo việc này như thế nào, đã xử lý trách nhiệm ai chưa? Có lúc là chúng ta đã buông lỏng cái khâu tổ chức, cái quản lý, cái thực hiện quy hoạch. Ở đây có một cái câu hỏi rằng có cái trục lợi hay không trong cái việc mà lập và tổ chức thực hiện quy hoạch. Thì tôi cho rằng là về cơ bản tổng thể thì không có, nhưng ở một số những cái trường hợp cụ thể thì cũng có những cái biểu hiện trục lợi, lợi ích nhóm. Việc xử lý tòa nhà ngay sát trụ sở của văn phòng Quốc hội tại đây thì đến bây giờ phải án bình bất động. Thì trách nhiệm của Bộ Xây dựng và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội như thế nào? Tôi xin nhận trách nhiệm liên quan đến cái việc mà liên quan đến chậm cái thực hiện cái tiến độ của cái việc xử lý nhà số 8 Lê Trực. Nhà số 8 Lê Trực thì có thể nói là thành phố Hà Nội sẽ thực hiện cái việc rất nghiêm túc theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc xử lý sai phạm. Với trách nhiệm cá nhân của tôi thì tôi xin hứa đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí là thành phố Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng để đẩy nhanh cái tiến độ việc thẩm định kỹ thuật liên quan đến cái việc cắt như vậy thì nó có đảm bảo kỹ thuật hay không, và trên cơ sở đó sẽ công bố công khai với dư luận. Hiện nay chúng tôi đã mời các chuyên gia và sử dụng các cái cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng để thẩm định cái phương án về khẳng định cái vấn đề an toàn trong cái việc di dời, và trong tháng 8 thì sẽ có ý kiến chính thức. Tại phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng hệ thống quy hoạch của mỗi đô thị còn thiếu đồng bộ, chất lượng không ít quy hoạch còn thấp, phải điều chỉnh nhiều lần. Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung vào 9 nhiệm vụ, trong đó sẽ hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Kết luận phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thời gian tới Bộ Xây dựng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh
tổ chức rà soát các quy hoạch đô thị gắn với đảm bảo giao thông, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch đô thị, nhất là trong xây dựng các khu đô thị mới. Ngày 16 tháng 8 tại tỉnh Kampot, Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và bà Men Samon, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia chủ trì hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020. Các nội dung trọng tâm tại hội nghị lần này tập trung tuyên truyền sâu rộng để mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử mối quan hệ tốt đẹp, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, vận động nhân dân các tỉnh biên giới phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Mặt trận các tỉnh có chung đường biên giới chọn các nội dung thiết thực phù hợp với từng địa phương để mặt trận các cấp ký kết thi đua, góp phần xây dựng khu dân cư khu vực biên giới an ninh trật tự, kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới. Sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan trong những năm qua đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Để đón đầu các cơ hội đầu tư vào Việt Nam sau khi cộng đồng ASEAN ra đời, chính phủ Thái Lan cũng đã khuyến khích người dân nước này học tiếng Việt. Chính vì vậy mà các trường học ở Thái Lan hay chính cộng đồng người Việt ở đây cũng đã mở ra rất nhiều lớp học tiếng Việt. Phản ánh của các phóng viên Đài truyền hình Việt Nam từ các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Nọ Ngồn, xã Siêng Phin, huyện Mương, tỉnh Udon Thani, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống và hoạt động trong thời gian ở Thái Lan. Đây cũng là địa điểm các giáo chức người Việt thường trao đổi về việc duy trì và phát triển phong trào dạy và học tiếng Việt ở Udon Thani. Ngoài dạy ngôn ngữ và văn hóa Việt, trong các tiết học cũng thường dành thời gian để kể cho học sinh những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và thời gian người hoạt động ở Thái Lan. Các cháu học sinh ở đây thì mang dòng máu Việt, nhưng mà thông tin về Việt Nam thì hầu như là không biết. Mà các cháu cũng không, chỉ nghe Bác Hồ, nhưng Bác Hồ là ai thì các cháu nó cũng không biết. Vì vậy nên chúng tôi, tất cả những cựu giáo viên thì thấy là mình có một cái trách nhiệm là phải không phải chỉ giữ gìn văn hóa Việt Nam mà còn phải cho các cháu biết công ơn Bác Hồ đã giành lại độc lập cho đất nước. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước, các lớp học tiếng Việt cũng đã được mở ngày càng nhiều ở vùng Đông Bắc Thái Lan. Đặc biệt, chính phủ Thái Lan đã đưa tiếng Việt vào dạy tại các trường ở vùng này, đồng thời khuyến khích các công chức, viên chức tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan học thêm tiếng Việt. Tại cửa khẩu quốc tế Nọ Khai, nơi mỗi ngày có khoảng 200 đến 300 lượt người Việt làm thủ tục xuất nhập cảnh vào Thái Lan qua đường bộ với Lào, các lớp học tiếng Việt cũng đã được triển khai từ năm 2014. Nhờ thế, nhiều cán bộ ở đây đã có thể giao tiếp được bằng tiếng Việt. Đi chơi đi làm gì? Đi chơi. Đầu tiên, khi khách Việt Nam sang làm thủ tục nhập cảnh, thì chúng tôi sẽ nói xin chào. Sau đó, để hỏi xem họ đi du lịch ở đâu, tôi sẽ hỏi đi đâu. Đi đâu nè các. Cho đến thời điểm này, có thể thấy là có khá nhiều công chức viên chức ở vùng Đông Bắc Thái Lan có thể giao tiếp được những câu tiếng Việt đơn giản. Ngoài tiếng Việt thì theo quy định, các cán bộ công chức ở các tỉnh có đường biên giới giáp với các nước ASEAN cũng sẽ phải học tiếng của các nước ASEAN. Điều này cũng đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng của Thái Lan trong quá trình hội nhập cộng đồng ASEAN nhằm nắm bắt được những cơ hội mà cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ mang lại. Ngọc Phương, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan. Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các tỉnh ở vùng Đông Bắc Thái Lan, trong chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Thái Lan bắt đầu từ ngày 17 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tới thăm tỉnh Nakhon Phanom, thăm khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời sẽ phát biểu tại Diễn đàn Doanh nhân Việt Kiều và Doanh nghiệp vùng Đông Bắc Thái Lan. Thủ tướng cũng sẽ có cuộc gặp với cộng đồng người Việt tại Thái Lan, làng Hữu Nghị và thăm Trung tâm Văn hóa Hữu Nghị Nakhon Phanom, Hà Nội. Chuyến thăm này chắc chắn sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan, cũng như giữa các tỉnh ở vùng Đông Bắc Thái Lan với các địa phương của Việt Nam. Tiếp tục chương trình với những thông tin về tình hình mưa lũ tại khu vực miền núi phía Bắc. Cho đến thời điểm này thì 35 bản của huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã bị nước lũ cô lập. Tiếp tục xuất hiện những điểm sạt lở mới ngay tại những khu vực vừa xảy ra lũ quét.
mưa kéo dài, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về suốt đêm qua. Và đến thời điểm này, hơn 2.000 người dân sống ở vùng ven sông suối đều đã được di dời đến nơi an toàn. Việc đi lại giữa các bản trong ngày 16 tháng 8 gặp rất nhiều khó khăn. Để đi lại qua suối thì chính quyền địa phương đã phải cử các cán bộ đi cùng, dùng dây thừng hoặc là máy xúc để hỗ trợ bà con đảm bảo an toàn. Chính quyền cũng đưa ra cảnh báo người dân nên hạn chế qua sông suối thời điểm này. Vào sáng ngày 16 tháng 8, tại trung tâm xã Nạm Păm, trạm y tế thiết kế nhà khung thép đã được dựng tạm để có thể đảm bảo việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng mưa lũ và các cán bộ xã đang trực tiếp cắm bản giúp bà con. Vâng, và tại những bản đang bị cô lập bởi tình hình mưa lũ của huyện Mường La, tỉnh Sơn La, những ngày này đang có hơn 200 cán bộ chiến sĩ của các lực lượng công an, quân đội cắm bản, trực 24/24 giờ. Họ hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, dựng nhà và kịp thời cảnh báo cho người dân để đề phòng tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Bản Hốc thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ, 3 người chết và mất tích, 59 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, trạm y tế xã sau lũ. Ngay ở thời điểm này, mọi nỗ lực cao nhất đang được thực hiện chỉ với mong muốn duy nhất là giúp bà con nơi đây có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống. Và việc đó đang được thực hiện từng bước một. Đi bộ vào từng bản giúp dân, những cuộc hành quân đặc biệt trong mưa lũ, nước lũ chảy xiết, việc qua suối nguy hiểm. Với những người dân có việc gấp buộc phải rời bản, những cán bộ cắm bản sẽ trực tiếp đưa người dân qua sông, suối. Đến tận nơi đến chốn, mang tất cả các đồ ăn thức uống này, quần áo này, những cái đèn dầu này, những các loại phục vụ cho dân thì dân rất là cảm ơn. Nhiều chiến sĩ đã ở đây hơn 10 ngày, trong hoàn cảnh các bản đều không có điện, phải dùng nước trong các khe núi, nhưng họ vẫn làm việc để giúp bà con. Những căn nhà thép, trạm y tế hay trường học sẽ do chính các anh dựng. Bà con đây là không nhà, không cửa, đấy là cái đầu tiên, cảm thấy cũng rất là xót xa. Đấy, cái hai nữa là đấy, nhìn các cái cháu bé thì các anh các chị cũng đi qua các cái làng bản đây rồi, đấy, cũng rất là vất vả. Đấy, bây giờ giúp được bà con được một chút nào đấy thì anh em cũng cảm thấy là vơi đi những cái vất vả. Cùng khắc phục với là thiên nhiên nó gây ra, thì anh em cũng kịp thời đến, dù có những cái nắm xôi hoặc chai nước, và những cái gói bánh nó rất là giản dị thôi, mộc mạc, nhưng mà đến với bà con thì bà con cũng rất là quý. Điểm lán tạm tập trung của những hộ gia đình mất nhà sau mưa lũ, nhà mất ít giúp đỡ những nhà mất nhiều, đó cũng là tinh thần của người dân vùng mưa lũ những ngày này. Trong phần tiếp theo của chương trình, sau 2 năm chính phủ cho phép doanh nghiệp tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%, thì tốc độ nới room vẫn còn chậm. Vậy nguyên nhân do đâu? Thay vì nhận chìm xuống biển, các loại vật chất nạo vét từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 sẽ được dùng để san lấp mặt bằng cảng tổng hợp Vĩnh Tân khi đảm bảo các yêu cầu về môi trường và hiệu quả kinh tế. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, chiều ngày 16 tháng 8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Jehan Roca, Đại sứ Bruno Angele, trưởng đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và đại biện lâm thời Đại sứ quán Đức tại Việt Nam Wolfgang Manik. Tại cuộc tiếp, các đại sứ đã có kiến nghị liên quan đến gói thầu M05 tại nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Theo đó, công ty Hamon của Đức và Bỉ đã trúng thầu và hợp đồng đã được ký kết. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện những khiếu nại về gói thầu, thì vào tháng 8, Bộ Công Thương đã quyết định tạm dừng triển khai hợp đồng. Và theo các đại sứ, việc chậm triển khai hợp đồng sẽ làm ảnh hưởng tới nhà đầu tư. Thủ tướng cho biết hiện công tác kiểm tra đã hoàn tất và Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Công Thương đưa ra quyết định kịp thời, minh bạch, đáp ứng mong đợi của các nhà đầu tư. Thủ tướng cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ của các đại sứ trong vai trò cầu nối giúp tăng cường hợp tác kinh tế, hướng tới sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Đã gần 2 năm kể từ khi chính phủ cho phép doanh nghiệp tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%, hay còn gọi là nới room ngoại. Tuy nhiên, tốc độ nới room vẫn còn chậm. Vậy nguyên nhân là gì? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Tính đến hết tháng 7 năm nay, có 16 doanh nghiệp đã hoàn tất nới room,
chiếm 12,95% tổng vốn hóa của cả thị trường. Mặc dù so với số lượng doanh nghiệp có thể nới room thì con số này không nhỏ, tốc độ nới room vẫn còn chậm. Nguyên nhân một phần là do vướng mắc về pháp lý. Những doanh nghiệp trên sàn chứng khoán thì thuộc rất nhiều ngành nghề và có nhiều ngành nghề lại không thuộc quản lý của Bộ Tài chính. Và chính vì vậy mà khi những ngành nghề mà cần phải xin phép hoặc là có điều kiện ấy, thì cái thủ tục để xin phép nới room nó sẽ kéo dài hơn, bởi vì họ sẽ phải xin ý kiến của cơ quan ban ngành liên quan. Ví dụ như các doanh nghiệp dược thì phải hỏi ý kiến của Bộ Y tế. Hiện nay có khoảng 700 doanh nghiệp đã được niêm yết trên sàn chứng khoán, đa số đều kinh doanh đa ngành. Một số doanh nghiệp mất thêm thời gian về thủ tục đăng ký nới room, một số doanh nghiệp lại quyết định loại bỏ ngành nghề kinh doanh có điều kiện để dễ xin phép nới room hơn. Tuy nhiên, việc này cũng đồng nghĩa doanh nghiệp phải mất thêm thời gian xin ý kiến cổ đông. Vinamilk là một doanh nghiệp rất tốt trên sàn chứng khoán và rất lớn, và rất nhiều nhà đầu tư muốn nắm giữ cổ phiếu Vinamilk. Tuy nhiên, trong cái danh mục đăng ký ngành nghề kinh doanh của Vinamilk có một lĩnh vực là bất động sản, mà bất động sản là thuộc cái lĩnh vực là kinh doanh có điều kiện. Vinamilk phải thực hiện cái bước là xin ý kiến cổ đông để loại bỏ cái ngành nghề kinh doanh này ra khỏi trong đăng ký kinh doanh, và sau khi đại hội đồng đồng ý, đương nhiên là đồng ý, và việc nới room diễn ra thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp vẫn còn e ngại chưa thực hiện nới room do còn lo ngại rằng trên 50% cổ phần nằm trong tay một cổ đông nước ngoài sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của công ty. Đây thực sự là một rủi ro chúng ta đang phải gặp phải khi rất nhiều công ty Việt Nam hiện nay đã có chủ sở hữu lớn nhất chính là những cái công ty của nước ngoài hay tổ chức đầu tư của nước ngoài. Cho nên những chính sách về nới room hay bán cổ phiếu cho nước ngoài luôn luôn phải đi kèm với cái việc chúng ta phải gìn giữ được những thương hiệu Việt Nam và đưa những thương hiệu đó lên cái tầm quốc tế. Thì tôi nghĩ đây chính là một cái điều mà chính phủ yêu cầu đối với các nhà đầu tư chiến lược. Dù một số doanh nghiệp còn quan ngại, nhưng theo các chuyên gia, đây là do các quy định pháp lý chưa được điều chỉnh kịp thời với thực tế thị trường. Thực chất, doanh nghiệp vẫn vận hành như cũ bởi các nhà đầu tư nước ngoài thường đầu tư dài hạn vào các doanh nghiệp đầu ngành và kinh doanh tốt. Các chuyên gia cũng cho rằng, dù tốc độ nới room còn chậm, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn rất hấp dẫn với các nhà đầu tư ngoại, đặc biệt nếu Việt Nam được nâng cấp thành thị trường chứng khoán mới nổi trong vòng 3 đến 5 năm tới. Sáng ngày 16 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm quốc tế về kỹ thuật phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và thiết bị an ninh an toàn bảo vệ năm 2017 chính thức khai mạc. Triển lãm lần này có sự góp mặt của hơn 1.000 sản phẩm công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới đến từ gần 500 gian hàng của 270 đơn vị trong và ngoài nước. Trước nguy cơ cháy nổ đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu và sự phát triển của kinh tế xã hội, triển lãm lần này cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Việt Nam. Đây là một cái cơ hội để các cái tổ chức, các doanh nghiệp, đặc biệt là nhân dân đến đây để tham quan các triển lãm cũng như trải nghiệm các cái phương tiện cần thiết để giúp cho người dân có cái điều kiện am hiểu về cái thoát nạn trong các cái tình huống xảy ra khác nhau. Lần này tổ chức thì các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị trong cả nước và quốc tế đã tham gia đông hơn, và các cái sản phẩm chất lượng hơn, phù hợp hơn đối với lại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Triển lãm đã đem lại những cơ hội quảng bá và hợp tác trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Liên quan đến việc nhận chìm vật chất nạo vét xuống biển Bình Thuận, theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cùng các bộ ngành liên quan chỉ đạo các chủ đầu tư thống nhất phương án sử dụng vật chất nạo vét từ vũng quay tàu, khu nước trước bến phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 để san lấp mặt bằng theo quy hoạch của cảng tổng hợp Vĩnh Tân khi đảm bảo các yêu cầu về môi trường và hiệu quả kinh tế. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực Vĩnh Tân 1 sẽ đổ vật chất từ hoạt động nạo vét vào khu vực dự trữ của cảng tổng hợp trong trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, nằm cạnh trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân. Đây là nơi dự kiến đổ vật chất từ hoạt động nạo vét của công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực Vĩnh Tân 4. Vị trí này có thể tiếp nhận ngay khoảng 1,1 triệu mét khối vật chất từ hoạt động nạo vét. Sau khi giấy phép nhận chìm được cấp thì cũng có dư luận báo chí cũng phản ánh nhiều những ý kiến quan ngại của các chuyên gia nhà khoa học, lo ngại rằng cái việc nhận chìm thì nó sẽ có thể ảnh hưởng đến khu hòn cau, bãi cẩn Preda và các khu vực nuôi trồng thủy sản.
thì Bộ Tài nguyên Môi trường thì cũng rất là cầu thị lắng nghe. Thủ tướng Chính phủ thì cũng rất là quan tâm và cũng đã có chỉ đạo cho các cơ quan khoa học chuyên ngành nghiên cứu các cái tác động tổng thể và các cái giải pháp. Thời gian thì báo cáo với các anh là để nhận chìm giấy phép quy định là phải cần 150 ngày. Chủ đầu tư cũng đề xuất như vậy. Cho đến nay thì chúng ta chỉ còn khoảng hơn 2 tháng một chút. Và như vậy thì cái tiến độ để mà thực hiện nạo vét và nhận chìm hơn 900.000, 13.000 mét khối đấy, vật chất nạo vét đó là không còn đủ thời gian. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường và nhiều nhà khoa học, việc nhận chìm ở khu vực đã cấp phép cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 hoàn toàn khả thi, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế, không tác động tiêu cực đến môi trường. Tuy nhiên, việc điều chỉnh phương án xử lý chất nạo vét ở khu vực này là giải pháp tối ưu trong bối cảnh hiện nay. Tôi cho rằng đây là phương án tích cực và cũng là phương án thực tế. Ít nhất nó giải quyết được cái tình thế trước mắt và ngắn hạn. Và dài hạn thì chúng ta lại tính tiếp cái phương án nhận chìm và những phương án khác. Hiện nay, nhu cầu nạo vét xây dựng các cảng vận chuyển than cho các nhà máy nhiệt điện ở Bình Thuận cũng như nhiều địa phương ở nước ta vẫn còn rất lớn. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khảo sát, quy hoạch các vị trí nhận chìm vật chất nạo vét, các khu vực cần sử dụng vật chất nạo vét để san lấp, lấn biển, chống sạt lở. Muỗi mang vi khuẩn Wolbachia được xem là có khả năng ức chế sự phát triển của virus dengue có trong muỗi vằn tự nhiên, loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết và Zika. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý cho phép thả thí điểm loại muỗi này tại xã Vĩnh Lương, một xã ngoại thành của thành phố Nha Trang. Xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang được đánh giá là đáp ứng được các tiêu chí khoa học của việc nghiên cứu nhân rộng loại muỗi chống sốt xuất huyết. Địa phương cũng sẽ tiếp tục lấy ý kiến đồng thuận của người dân tại xã Vĩnh Lương. Dự kiến qua đỉnh điểm mùa mưa năm nay, việc thả muỗi sẽ được thực hiện. Các chuyên gia cũng cho biết, muỗi Wolbachia không phải là muỗi biến đổi gen mà là loại muỗi đã được tiêm vi khuẩn Wolbachia, loại vi khuẩn làm cho muỗi Aedes, loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết giảm tuổi thọ và không sinh sản được. Mặc dù sốt xuất huyết đang diễn ra phức tạp tại Việt Nam và một số quốc gia, nhưng cho đến thời điểm này thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn chưa đưa ra một khuyến nghị đặc biệt nào về sự bất thường của sốt xuất huyết năm nay. WHO cho rằng quan trọng nhất để ngăn chặn dịch vẫn là diệt muỗi, loang quăng, nguồn truyền bệnh. Năm nay chúng tôi nhận thấy sốt xuất huyết tại Việt Nam những diễn biến bất thường, đặc biệt là tại Hà Nội, sốt xuất huyết diễn ra sớm và số bệnh nhân gia tăng nhanh. Chúng tôi đang giúp đỡ Bộ Y tế trong việc đánh giá nguy cơ của dịch bệnh và đưa ra những khuyến cáo cũng như các kinh nghiệm từ những quốc gia khác trong việc phòng chống sốt xuất huyết. Ngoài ra, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra những thông tin mới về các biện pháp kiểm soát muỗi và các vật trung gian truyền bệnh. Việc ngăn ngừa và giảm số ca mắc sốt xuất huyết phụ thuộc rất lớn vào việc kiểm soát muỗi truyền bệnh. Với Việt Nam, chúng tôi khuyến nghị cần cải thiện sự tham gia của cộng đồng và huy động các nỗ lực toàn dân trong việc phòng ngừa và kiểm soát sốt xuất huyết. Chúng ta nên tập trung vào việc tuyên truyền cho người dân tự phòng bệnh thông qua việc diệt loang quăng, bọ gậy. Và chỉ khi người dân nhận thức đúng về việc tự bảo vệ sức khỏe bản thân, thì việc phòng bệnh sốt xuất huyết mới có hiệu quả. Thưa quý vị, trên thế giới thì môn bóng bầu dục được yêu mến và được xem như là một môn thể thao mà chỉ dành riêng cho phái mạnh. Còn tại Việt Nam, bóng bầu dục vẫn mới mẻ với phần đông công chúng. Một chương trình giảng dạy kỹ năng sống thông qua bóng bầu dục đặc biệt dành cho thanh thiếu niên và trẻ em gái tại các vùng khó khăn tại châu Á đã được triển khai tại Việt Nam với tên gọi là Try Fun Pass It Back. Và hãy cùng với nhóm phóng viên thời sự tìm hiểu thêm về dự án thú vị này. Kỷ luật, tôn trọng, liêm chính, đam mê và đoàn kết. 5 giá trị của môn bóng bầu dục không chỉ được áp dụng trong sân cỏ mà còn là những giá trị cần thiết trong cuộc sống thường nhật. Học kỹ năng sống như giải quyết xung đột, kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm và công bằng giới thông qua luyện tập môn bóng bầu dục giúp các nữ thanh niên tại những cộng đồng khó khăn tại châu Á vượt qua những thử thách trong cuộc sống là nội dung chính của chương trình thể thao vì sự phát triển sáng tạo hay còn gọi là Pass It Back. Dự án được tổ chức bởi Chai Fund, tổ chức phi chính phủ hoạt động vì mục tiêu giảm nghèo cho trẻ em tại các quốc gia đang phát triển, hợp tác cùng Liên đoàn bóng bầu dục Thế giới, Liên đoàn bóng bầu dục châu Á và tổ chức Women Win. Ở nhiều nước trên thế giới, bóng bầu dục được coi như một môn thể thao của đàn ông. Nhưng tại Việt Nam, môn thể thao này còn rất mới, nên chúng tôi có cơ hội giới thiệu và dạy cho cả nam và nữ. Nó sẽ không phải là môn thể thao của riêng giới nào, mà cả hai giới đều có cơ hội được cùng nhau phát triển. Đây cũng là một điểm trong dự án phát triển sự bình đẳng, cân bằng trong cộng đồng. Qua 2 năm triển khai, dự án đã có hơn 3.000 trẻ em và thanh thiếu niên tại Việt Nam
Lào và Philippines tham gia. Tại Việt Nam, chương trình đã triển khai tại tỉnh Hòa Bình với 1.300 thành viên đến từ các huyện, trong đó hơn một nửa số cầu thủ và huấn luyện viên đều là nữ. Em cảm thấy mình thay đổi rất lớn ạ, trưởng thành hơn và biết quan tâm đến mọi người, chia sẻ và giúp đỡ những bạn gặp khó khăn. Tham gia chương trình này đã đem lại cho em quý giá nhất là đoàn kết được với các bạn hơn ạ. Mình sẽ không phân biệt giàu nghèo hoặc xấu đẹp gì cả, mình có thể hòa đồng với tất cả các bạn. Năm nữ cầu thủ trẻ trong đội tuyển bóng bầu dục đến từ Việt Nam sẽ lên đường cùng những thành viên đến từ Lào, Philippines đến Belfast, Bắc Ireland để thi đấu trong khuôn khổ giải Chai Fun Pacific Cup 2017 tại Belfast. Đây là một hoạt động trước thềm giải bóng bầu dục nữ thế giới 2017, hứa hẹn đem lại nhiều cơ hội cọ sát và giao lưu giữa các thành viên Pacific trên thế giới. Và đến đây, chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go để theo dõi lại chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.